mình bước qua bên trái giùm em ba bước giờ. Dạ thầy cô bên hàng phía trên cùng á. Đúng rồi. Dạ rồi. Không sao. Dạ 1, 2, 3. Đây đây 1, 2. Đây chị coi lại đi. Một bác của em sẽ tưởng là 10.000 đồng theo số bạc theo bóng bây giờ để tưởng ra bắt được bà ba. Bà ba phải giả là người qua lúc nào mong dơ là người mua tu sĩ đi từ viện này đến viện khác bán lớp bán dân để lãnh đạo phong trào. Có điều đáng nói này bà ba chúng có thái đốt xanh lên má phải để tránh sự tiêu lùng của địch. Bà đã cho giải phóng bà ba có ra Hà Nội đảm đương một số công việc như là thứ trưởng người lao động thương binh và xã hội, phó chủ tịch rồi chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam qua các nhiệm kỳ. Công việc bà ba đảm đáng bây giờ là phó chủ tịch hội đồng nhà nước hay ngày nay là phó chủ tịch nước. Bà ba là vẻ vang vô cảm miền Nam cho cả dân tộc ta. Thì đây là câu mẹ của Bác Hồ và đến tháng 4 năm 1974 bà ba mới được phong quân hàm là tiến tướng. Con ó của bà Valentina Tarasova và là chủ tịch ủy ban phụ nữ Liên Xô năm 1971 đã nói về bà ba. Ở Liên Xô nhân dân chúng tôi biết rõ chị là một nữ chiến sĩ xuất sắc đấu để giải phóng dân tộc, người lãnh đạo phong trào phụ nữ Việt Nam.